đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì đừng quên like, share, subscribe channel của chúng mình. Xin chào! Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Để muốn gây sự chú ý, nhiều chàng trai có thể nhảy hay chơi thứ gì đó trên đường phố, hay thậm chí là nổi loạn một chút. Nhưng anh chàng này lại khác, anh muốn đem lại một điều bất ngờ đặc biệt cho người dân trên phố. Môn thể thao anh chọn chơi trên đường phố là bóng đá, một môn thể thao mà cả thế giới yêu thích. 2 giờ chiều trong một ngày tháng 1, một người đàn ông với bề ngoài lôi thôi, trông có vẻ là một kẻ vô gia cư, đã dắt theo một chú chó nhỏ dạo phố. Khi đến một khu đông người, anh ta bắt đầu lấy ra một quả bóng. Ban đầu anh tự chơi trên phố mà chẳng có mấy ai để tâm lắm. Dù sao thì nhà bao việc, ai rảnh để ý đến một kẻ lang thang cờ chữ. Sau một hồi làm loạn, anh chàng này cũng bắt đầu thu hút được sự chú ý. Nhân dịp này, hắn ta còn cố ý xin số điện thoại của một cô gái trẻ nhưng lại bị thẳng thừng từ chối. Cỡ chú làm gì có cửa xin số chị? Cũng đúng thôi, ở những lần đầu gặp gỡ, các cô gái vẫn thường bị hấp dẫn với một thứ gì đó rất bề ngoài chứ không phải là vẻ nội hàm bên trong. Có vẻ anh hôm nay ăn không no, nên chơi một lát cũng thấm mệt và ngồi nghỉ. Nhưng được một lúc, anh ta lại tiếp tục chơi bóng. Có lẽ hy vọng gây chú ý cho một siêu cò bóng đá nào đó đi ngang và đổi đời chăng. Anh ta chơi đùa cùng mọi người xung quanh, rê và chuyền bóng với một số người hào hứng. Mọi người đã bắt đầu để ý vì thấy anh chơi bóng quá siêu, kỹ thuật không phải mấy ai cũng có được. Trong những người này, có một cậu bé tò mò tiến lại gần để xem gã vô gia cư chơi bóng. Nicolas tỏ ra khá ngạc nhiên và hứng thú trước màn trình diễn kỹ thuật đá bóng điêu luyện của kẻ ăn xin. Hắn còn hào phóng tặng luôn trái bóng cho cậu bé. Nhưng vẫn chưa hết, sau khi ký tên lên quả bóng, gã lang thang kéo xuống trên người từng mảng râu tóc trước ánh mắt ngạc nhiên và vỡ òa sung sướng của cậu bé. Một ngôi sao đã hiện nguyên hình, người đó không ai khác chính là Cristiano Ronaldo, ngôi sao bóng đá quốc tịch Bồ Đào Nha và được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại. Vài giờ trước đó, anh đang được chuyên viên trang điểm hóa trang thành người khác, mục đích chính là thử xem có ai nhận ra không khi diện mạo của anh đã được thay đổi. Mặc dù tài nghệ chơi bóng vẫn đẳng cấp như vậy, anh được thêm râu, thêm tóc giả, đeo kính và vẽ khuôn mặt khác đi. Ngoài ra, anh còn được mặc thêm một bộ cơ bắp giả bên ngoài để không chỉ khuôn mặt mà cả hình dáng cơ thể cũng khác. Mọi người trên phố đã bắt đầu ngỡ ngàng nhận ra siêu sao người Bồ Đào Nha. Họ vui mừng, họ bất ngờ và chạy đến vây quanh. Sau một lúc, cả phố đi bộ khu vực đó đã vây kín quanh Ronaldo để xin chụp hình và chữ ký. Có thể nói, Ronaldo đã tạo ra được một bất ngờ lớn và thú vị cho người dân nơi đây, và nhất là khiến những người ban đầu đã phớt lờ anh đã phải suy nghĩ lại. Nếu không phải Cristiano Ronaldo mà là một ông cụ đã có tuổi xuất hiện và đòi chơi cùng khi bạn đang chơi bóng cùng bạn bè. Một ông lão với dáng vẻ khá lù khụ đang đi dạo, bất ngờ đã dừng lại trước một sân bóng phủi. Hình như nhìn tụi nhỏ chơi bóng đã làm ông nhớ đến thanh xuân của mình.
Vậy là ông bước vào và nằng nặc muốn chơi cùng. Tuy là chẳng ai muốn, một ông lão già nuôi như vậy thì đá kiểu gì. Không khéo chạy chưa được vài hơi thì đã muốn đi bán muối. Nhưng các bạn trẻ này có vẻ học khá môn giáo dục công dân, nên biết thế nào là kính lão mà chiều theo ý cụ. Sau một vài đường quyền chậm chạp lúc đầu, ông lão khiến các đồng đội nản đến mức phải cầu xin cụ ra ngoài. Nhưng may mắn, dường như ông đã tìm lại được cảm giác của những năm tháng cướp cua đi đá banh. Cụ đã bắt đầu thể hiện khả năng thiên phú và phô diễn những kỹ thuật tuyệt đỉnh của mình. Liên tiếp là những pha chơi đùa với mọi cầu thủ trên sân, làm xiếc với trái bóng và ghi bàn trong sự hưng phấn tột độ của khán giả. Không chỉ vậy, cụ ấy còn sở hữu những kỹ năng tuyệt đỉnh của một siêu sao bóng đá và tốc độ của cụ như ở độ tuổi đôi mươi. Thậm chí mình ông có thể cân cả một đám người thì bạn có nóng mặt không? Kết thúc trận đấu là hình ảnh ông cụ đỡ lấy cái eo đáng thương và đi về nhà. Thế nhưng chẳng ai biết được, đằng sau cái lốp ông cụ đó lại là một thanh niên hoàn toàn khỏe mạnh. 5 giờ trước đó, vận động viên Singadier đã hy sinh hẳn mái tóc của mình để đội ngũ hóa trang biến anh thành một ông lão và hoàn thành video này. Singadier được biết đến là một nghệ sĩ bóng đá đường phố nổi tiếng ở Pháp. Anh từng đoạt chức vô địch giải bóng đá đường phố Red Bull năm 2008 và 3 lần đăng quang trong giải đấu tổ chức cho bộ môn này tại quê nhà trong các năm 2009, 2010, 2012. Bởi vậy cho nên, kinh nghiệm rút ra là đừng bao giờ khinh thường bất kỳ ai nhé, cho dù họ có là kẻ lang thang hay là một cụ già. Vì biết đâu được, rất có thể họ cũng là một siêu sao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.